Chào tất cả các bạn. Hôm nay Giang đến công viên Vĩnh Hằng của Long Thành tỉnh Đồng Nai các bạn nhé. Thì Giang đang đứng trước đây, cái phiến đá này là đây Thiền viện Trúc Lâm. Thiền viện Trúc Lâm Long Đức thì nó nằm sâu bên bên trong các bạn nhé. Đây là đây bạn, công viên Vĩnh Hằng đây. Thì bên trong cái công viên Vĩnh Hằng thì bao gồm gồm có Thiền viện Trúc Lâm Long Đức này, và khu mộ gia tộc này, khu mộ gia đình này, vườn nhị thập tứ hiếu này. Chủ đầu tư của công trình này là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Nghĩa Trang Long Thành. Đơn vị thiết kế là công ty Ikeki Nhật Bản và công ty Swan and Magdalen Singapore. Trụ sở là lầu 2 số 10 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thì công viên Vĩnh Hằng này được đầu tư rất là công phu hiện đại. Phía trước công viên Vĩnh Hằng là có những cái bồn và đồi cây hoa rất là đẹp nè. Cây trà là các bạn thấy không? Thì bây giờ Giang sẽ dẫn các bạn vào bên trong công viên Vĩnh Hằng khám phá xem như thế nào nhé. Nào, mời các bạn theo mình nào.